liên quan đến vụ xe tải làm sập cầu Ba Ven bắc qua suối ở xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh đi thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hôm nay 21 tháng 3, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đang củng cố hồ sơ để xử phạt tài xế xe tải. Trước đó, trưa ngày 20 tháng 3, xe ben chở cát biển số 70C07146 đi trên đường liên xã hướng từ huyện Lộc Ninh đi thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Dù đã có bảng cảnh báo cầu yếu, cấm xe trên 3,5 tấn đi qua ở hai đầu cầu, thế nhưng tài xế vẫn cho xe qua trong khi trọng lượng xe tải là 6 tấn, chưa kể số lượng cát chở trên xe. Khi xe đi lên cầu Ba Ven khoảng 5 mét thì bất ngờ khiến chiếc cầu sắt này gãy sập gần như hoàn toàn. Được biết tài xế là Trần Văn Tài, sinh năm 1983, ngụ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Hiện tài xế đang bị thương và được cấp cứu tại bệnh viện huyện Lộc Ninh. Hiện nay Công an huyện Lộc Ninh đang thành lập hội đồng để củng cố hồ sơ, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố tài xế theo điều 260 Bộ luật hình sự. Hôm qua 20 tháng 3, cháy rừng đã xảy ra tại khu vực núi Phụng thuộc quần thể khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen trên địa bàn xã Thạnh Tây, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 3. Ngay khi phát hiện có cháy rừng, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để dập lửa. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp kèm theo gió lớn nên gây khó khăn trong công tác chữa cháy. Hơn 150 người đã được huy động để tham gia chữa cháy. Tổng diện tích rừng thuộc quần thể khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen rộng trên 1.500 ha. Đây là khu rừng đặc dụng. Từ đầu mùa khô, chủ rừng đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống cháy rừng, xử lý thực bì theo phương án đã được phê duyệt. Đến 22 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3, đám cháy rừng đã cơ bản được khống chế. Ngày 20 tháng 3, Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã phát đi thông báo truy tìm các gói nghi là chất cấm trôi dạt từ biển vào đất liền và kêu gọi người dân hợp tác với cơ quan chức năng. Thông báo cho biết, ngày 18 tháng 3, người dân địa phương khi đi tắm biển phát hiện một số gói hình chữ nhật bọc kín và cuốn bằng keo màu xám bạc, màu trắng hoặc màu đen, trọng lượng khoảng 1 kg trôi dạt vào bãi biển thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa. Qua kiểm tra sơ bộ, bên trong các gói này có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Công an thị xã Đông Hòa đã thông báo đến đồn biên phòng và công an các xã phường trên địa bàn để thông báo rộng rãi cho nhân dân. Người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan phải báo cáo, giao nộp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến sự việc một nam TikToker đăng clip tố một người bán hàng rong trên khu vực phố Tràng Tiền đi theo ăn vạ đòi tiền dù họ không hề mua hàng. Sáng nay 21 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết Công an phường Tràng Tiền đã xác minh làm rõ vụ việc. Theo đó, người bị tố ăn vạ đòi tiền là bà Y, 55 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tại trụ sở công an, bà Y cho biết tối 19 tháng 3, một nhóm thanh niên khoảng 5 đến 6 người đến mua hàng của bà với tổng số tiền 80.000 đồng tại khu vực ngã tư Tràng Tiền, Hàng Bài. Tuy nhiên, khi nhóm khách đang thanh toán thì lực lượng chức năng xử lý vi phạm trật tự đô thị đi đến nên bà Y hoảng sợ bỏ chạy. Đến khi quay lại, bà Y nhầm nhóm khách mua hàng với nhóm của nam thanh niên trong clip. Khi thấy những người này trả lời không mua gì và lấy điện thoại ra quay, bà Y biết mình nhầm nên đã không đòi tiền nữa và bỏ đi. Công an phường cho biết sẽ lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với bà Y về lỗi bán hàng rong với số tiền 100 đến 200.000 đồng, đồng thời yêu cầu người phụ nữ này ký cam kết không tái phạm. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 32, trong đó giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, cơ quan ban hành văn bản hướng dẫn về phương pháp định giá sách giáo khoa, kiểm soát chặt chẽ chi phí xuất bản, phát hành để giảm giá sách giáo khoa. Nghị quyết 32 của Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền, ban hành chiến lược quy hoạch thời kỳ 2021-2030 về phát triển giáo dục và đào tạo và các quy hoạch khác có liên quan, hoàn thành trong năm 2024. Ban hành văn bản hướng dẫn về phương pháp định giá sách giáo khoa, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chi phí xuất bản, phát hành để giảm giá sách giáo khoa, sửa đổi bổ sung quy định về thực nghiệm, phê duyệt và lựa chọn sách giáo khoa. Đồng thời nghiên cứu quy định tiêu chuẩn đối với giáo viên một số bộ môn nghệ thuật ở các cấp học phổ thông, nghiên cứu thí điểm mô hình liên kết đào tạo các môn học chuyên biệt như ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật.
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, công tác chuẩn bị cho tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 đang được triển khai đúng kế hoạch. Theo đó, trong tuần tới, Bộ sẽ công bố số môn thi vào lớp 10. Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập là thi tuyển, gồm 3 môn thi bắt buộc là toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Môn thi thứ tư, nếu có, sẽ công bố vào cuối tháng 3 năm 2024, được lựa chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học trong chương trình giáo dục trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong 24 giờ qua đã xử lý 452 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền khoảng 993,55 triệu đồng. Cảnh sát giao thông thành phố đã tước giấy phép lái xe 84 trường hợp, tạm giữ 2 ô tô, 92 mô tô, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm 78 trường hợp, vi phạm tốc độ 28 trường hợp, vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện 22 trường hợp. Vi phạm về quy định đội mũ bảo hiểm 75 trường hợp, vi phạm về dừng đỗ sai quy định 101 trường hợp. Dù chưa hết quý 1 của năm, nhưng đến thời điểm này đã có nhiều trường đại học triển khai công tác tuyển sinh năm 2024. Đáng chú ý, năm nay nhiều trường tập trung tuyển sinh theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, đẩy mạnh công tác liên kết đào tạo và kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức để tạo cơ hội việc làm cho sinh viên đang theo học tại trường. Theo đề án tuyển sinh năm 2024, Trường Đại học Điện lực dự kiến tuyển sinh 3.930 chỉ tiêu với 4 hình thức thay vì 5 hình thức như năm 2023, gồm xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông, tức là xét học bạ, xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, xét tuyển kết hợp, xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó 95% chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông và kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Hội đồng tuyển sinh đã quyết định là năm nay với cái lượng số chỉ tiêu là cũng gần như cũng không tăng mà sẽ giữ nguyên so với năm 2023 là khoảng 3.700-3.800 chỉ tiêu và nó sẽ chia cho 19 ngành đào tạo, trong đó có 13 ngành về kỹ thuật và 6 ngành khối kinh tế. Thì chúng tôi cũng đã bắt đầu là lên các phương án tuyển sinh cho năm 2024. Hiện nay thì chúng tôi đã triển khai cái phương án về xét học bạ cũng như là tổ hợp xét tuyển tổ hợp với ngoại ngữ thì cũng đã bắt đầu thu hồ sơ từ mùng 1 tháng 3 năm 2024 rồi. Và các thí sinh cũng đã bắt đầu là nộp hồ sơ. Và dự kiến là trong cái hình thức xét tuyển sớm ấy thì chúng tôi sẽ kết thúc vào khoảng 20 tháng 6 trước khi các em thi tốt nghiệp. Và để các em có kết quả để yên tâm trong những công việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đáng chú ý, trong những năm gần đây, khi giao cơ chế tự chủ cho các trường đại học thì nhiều đơn vị đã chú trọng đầu tư cho phát triển đa ngành, đa lĩnh vực. Đây là xu thế tất yếu trong bối cảnh tự chủ và hội nhập với giáo dục đại học quốc tế. Tuy nhiên, để có bước đi vững chắc, cần có sự đầu tư bài bản cả về nhân lực và vật lực. Từ năm nhất, chúng em còn được thực hành thực tế bởi các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn. Em cảm thấy là khoa mình đang học, ngành mình đang học là ngành thương mại điện tử, thì tương lai rất là có tiềm năng công việc. Nhà trường đã xây dựng được mạng lưới các cái doanh nghiệp liên kết, hỗ trợ hoạt động đào tạo, hoạt động nghiên cứu và hoạt động hướng nghiệp cho các em sinh viên từ sớm, từ xa. Chúng tôi có hiện giờ với mạng lưới này chúng tôi có khoảng 250 doanh nghiệp đồng hành cùng với hoạt động ngoại hoạt động của nhà trường. Các em những học phần nào được gửi đến các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện cùng với các thầy cô và các em ở trong trường. Với cách thức làm như thế này, các em không những tiếp cận sớm được cái công nghệ hiện thời mà các doanh nghiệp đang có, mà còn tiếp cận được văn hóa doanh nghiệp, môi trường hoạt động chuyên nghiệp sau khi các em ra trường. Và từ đây là những cái kết quả rất đáng khích lệ để các em khi ra trường tự tin hơn và chấp nhận những cái đổi thay để có một cái cơ hội việc làm tốt nhất với cái đồng lương được chi trả cao hơn so với mặt bằng chung của xã hội. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Văn Châu, tân hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực,
hoạt động tuyển sinh và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực được nhà trường đặt trọng tâm và có sự đầu tư bài bản, lâu dài, bám sát nhu cầu và xu hướng của thị trường lao động nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra và uy tín của nhà trường. Đến thời điểm này, cũng như Đại học Điện lực, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố thông tin về phương thức tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2024. Để đón đầu mùa tuyển sinh năm 2024, nhiều trường đại học dự kiến mở thêm các ngành học mới nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và sự thay đổi nhanh chóng của các ngành nghề trong bối cảnh hiện nay. Dù mới tháng 3, nhưng nền nhiệt trên địa bàn tỉnh Điện Biên khá cao, có những ngày lên đến 35 đến 37 độ C. Mặc cho nắng, gió, các nữ dân quân này vẫn hăng say tập luyện đội hình, đội ngũ để chuẩn bị tốt nhất cho màn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ai ai cũng thấy vinh dự và tự hào khi mình là một trong những người được tham gia vào sự kiện có ý nghĩa lớn này. Để mà tham gia cái dân quân thì tôi cũng tham gia được năm nay năm thứ 3. Thế nhưng mà để mà được tham gia một cái sự kiện lớn mà lịch sử của lớn như thế này thì đây là một cái lần đầu tiên tôi được tham gia và tôi cũng cảm thấy rất là vinh dự, tự hào và cảm thấy là mình cũng rất là may mắn khi được một lựa chọn là một cái nữ dân quân được tham gia cái khối diễu binh diễu hành lần này. Nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe về đội hình, đội ngũ để những động tác thuần thục và đều nhau, các nữ dân quân phải trải qua nhiều bài tập từ cơ bản một người đến tổ ba người, tiểu đội hợp luyện một hàng ngang, hai hàng ngang rồi đến ghép bốn hàng ngang, đi theo tiếng hô rồi ghép nhạc nâng cao thành kỹ năng. Ngay cả động tác nhìn bên phải, chào tưởng như đơn giản nhưng cũng mất khá nhiều thời gian chỉnh đi chỉnh lại nhằm đảm bảo thực hiện đều đúng góc quay và độ cao đánh mặt. Đối với bản thân tôi thì khi được huấn luyện thì đứng nghiêm là được coi là mục mà được coi là mệt nhất, nhưng theo thời gian tăng dần lên thì dần được quen hơn thì không cảm thấy mệt nữa và có thể đứng lâu, đứng 3 tiếng cũng đều đứng được. Trong đợt này, tiểu đoàn bộ binh 1, trung đoàn 741, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên tiếp nhận 92 thành viên thuộc khối nữ dân quân Tây Bắc về luyện tập. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cũng vượt nắng cố gắng huấn luyện, tăng cường hướng dẫn, duy trì chế độ luyện tập bằng phương pháp khoa học để chị em nhanh chóng thích nghi. Đồng thời, bảo đảm tạo mọi điều kiện về ăn nghỉ cho nữ dân quân yên tâm tập luyện. Đến nay, các nữ dân quân đều đã thích nghi với môi trường quân đội, thực hiện đúng và hình thành kỹ năng nhịp nhàng trong các thao tác cơ bản của diễu binh, diễu hành. Thời dịch kỳ đầu thì các chị em ở các môi trường khác nhau thì về tập trung thì không tránh khỏi những cái bỡ ngỡ, và một số đồng chí nữ thì lần đầu xa gia đình nên là cái thời gian đầu cũng rất là vất vả về công tác tư tưởng. Còn nhiều đồng chí vẫn có nhớ nhà, nhớ con, mà qua quá trình giáo dục, rèn luyện, động viên của cán bộ các cấp thì đến hiện nay 100% các đồng chí nữ dân quân đã yên tâm và có cái quyết tâm rất là cao, thể hiện cái niềm tự hào là người con của Tây Bắc. Theo kế hoạch, khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc sẽ cùng với khối nữ du kích miền Nam, các khối quân binh chủng, các khối công an tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 để hợp luyện. Sau đó cuối tháng 4 sẽ cơ động đến Điện Biên để sơ duyệt, tổng duyệt và thực hiện nhiệm vụ vào ngày 7 tháng 5, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hôm nay trong khuôn khổ đối thoại ngoại giao quốc phòng Australia-Anh đang diễn ra tại thủ đô Canberra của Australia, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Brian Sharp đã ký thỏa thuận an ninh quốc phòng mới. Thỏa thuận vừa ký kết giúp lực lượng hai bên hoạt động dễ dàng hơn ở nước bên kia, như cách mà lực lượng quốc phòng Australia tham gia đào tạo cho quân đội Ukraine tại Anh và việc Anh sẽ cử binh sĩ tham gia lực lượng luân chuyển tàu ngầm tại bang Tây Australia. Tôi và Bộ trưởng Sharp vừa ký thỏa thuận an ninh quốc phòng giữa Australia và Anh. Đây là thỏa thuận về quy chế lực lượng, trong đó có cam kết hai bên sẽ tiến hành tham vấn khi có tình huống bất ngờ liên quan đến chủ quyền và an ninh của chúng ta. Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng cho phép Anh đóng góp vào trung tâm tình báo của Australia, cam kết hai bên sẽ đưa ra chương trình hành động chung về ứng phó với biến đổi khí hậu vào năm tới và tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong việc tăng cường năng lực, đảm bảo hợp tác giữa hai bên, đáp ứng thách thức hiện tại. Đồng thời, Anh cam kết tiếp tục tham gia các cuộc tập trận quốc tế tại Australia.